Chào mừng quý vị đã đến với kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu. Hôm nay em xin phép review cho quý vị xem một cái tu viện cổ Apostolos Andrea. Và đây cũng là nơi mà mảnh đất địa đầu, người ta gọi là mảnh đất cuối cùng của vùng đất đảo Síp nha thưa quý vị. Hôm nay em xin phép review cho quý vị xem cái mảnh đất cuối cùng này có cái gì đẹp nhá. Và nơi đây là cái tu viện gần 2.000 năm. Xây dựng ra để tưởng nhớ vị học trò rất là yêu quý và thân cận nhất của Đức Chúa Giêsu. Và đây là cái tu viện mà người Síp họ đã xin phép người Thổ Nhĩ Kỳ bên này, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ được phép tôn tạo và sửa chữa lại cái tu viện này vì nó đã quá là xuống cấp rồi. Dạ vâng, em xin mến chào toàn thể quý vị quý anh chị đã đến với kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu. Bây giờ em đã đến cái tu viện cổ gần 2.000 năm, nơi em đã muốn đến đây. Rất là đông người và hôm nay cũng là ngày lễ của cái tu viện cổ Apostolos Andrea nhá. Apostolos Andrea là một trong những vị học trò rất là thân cận, luôn đi bên cạnh của Đức Chúa Giêsu nha thưa quý vị. Đây là một cậu học trò rất thân thiết và Đức Chúa Giêsu đi đến đâu thì ông cũng luôn sát cánh và bên cạnh Đức Chúa Giêsu nha thưa quý vị. Đây là cái tu viện mà người ta nói rằng là khi ông đi thuyền qua nơi đây thì ông cảm thấy khát và muốn uống nước thì ông đã lên cái vị trí này để tìm nước uống. Nhưng mà sau khi ông đến đây thì đã tìm không có nước và ông đã dùng những cái gậy như thế này đây, cái gậy ba tông này, và gõ lên cái vùng đất và nó đã tỏa lên cái nước gọi là nước thành vật nước thánh. Và đó là một cái di tích đã xây lên cái tu viện cổ này. Và hôm nay là ngày lễ để tưởng nhớ tới ông, nên có rất nhiều người đã đến đây để tham quan, nên tham quan cái tu viện cổ này nhé thưa quý vị. Cái tu viện này gần 2.000 năm rồi thưa quý vị. Gần 2.000 năm rồi thưa quý vị. Vào đây là em phải đeo khẩu trang nên giọng nó hơi ồm nhé quý vị ơi. Em xin phép được review qua. Và đây là nơi thắp nến để tưởng nhớ tới ông. Ngày lễ rất là lớn dành cho vị học trò rất là thân cận của Đức Chúa Giêsu nha thưa quý vị. Đó, welcome everybody to my channel Phương Lương Live in Europe. This is a day for Apostolos Andrea. Đây chính là ảnh của Apostolos Andrea nha thưa quý vị. Đây chính là một trong những vị học trò. Đây là vị học trò luôn luôn thân cận và sát cánh với Đức Chúa Giêsu nha thưa quý vị. Đó. Và cái tu viện này cũng là nơi mà ông đã ghé qua để tìm nước uống. Đó. Sau khi ông sang bên Greece thì đã bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt qua Greece, bị người Thổ Nhĩ Kỳ bắt và treo cổ tại tại Hy Lạp nha thưa quý vị. Đây là một trong những cái monasti rất là cổ. This is for the monastery for Apostolos Andrea. They built it near 2000 years old before. When he passed in Cyprus to looking for the water to drink because he very thirsty, he come here to looking money
I'm looking water to drink. That's why they building this monastery for Apostolos Andrea. Near 2,000 years. If you might like my channel, like and share. Oh, for everybody to know. Beautiful here. Và bên trên kia là họ đang sửa nha sư quý vị. Rất là lâu năm rồi, gần 2.000 năm rồi thưa quý vị. Và đây chính là cái bờ biển mà Apostolos Andrea, khi ông đi qua đây, ông cảm thấy khát và ông tìm đến nơi này để tìm nước uống. Đẹp không thưa quý vị? Quá là đẹp luôn. Cái công trình này đã được xây dựng khoảng 2.000 năm rồi. Và đây là nơi mà ông đã dừng chân để tìm nước uống. Nên họ đã xây dựng cái lên cái tu viện này để tưởng nhớ đến ông, một người học trò rất là tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu nha thưa quý vị. Vị học trò rất là tuyệt vời của Đức Chúa Giêsu. Em xin review cho quý vị xem. Đó. Rất là cổ và đã được sang sửa lại rồi thưa quý vị. Đã được người ship sang sửa lại. Còn đây là phần nguyên vẹn. Nguyên vẹn đây. Còn phần đằng trước kia là đã được sang sửa rồi nhé thưa quý vị. Đó. Rất là lâu đời. Đấy. Và đây là phần xây dựng nguyên sơ nhé. Họ đang tìm cách để tu sửa lại đây. Đây là phần nguyên sơ đây. Đây là phần đầu tiên mà họ xây dựng đây, ở bên dưới này đây. Và đây là bờ biển rất là tuyệt đẹp nha quý vị. Đấy, biển đó. Rất là tuyệt vời luôn, thưa quý vị. Tuyệt đẹp. Hòn đảo Síp này tuy là nhỏ thôi, nhưng cái nền văn hóa của đảo Síp này đã có từ lâu đời nha thưa quý vị. Cũng không kém gì so với Hy Lạp đâu, bởi vì Hy Lạp là nơi bắt nguồn của nền văn hóa phương Tây. Thì cái đảo Síp này là nước em của nước Hy Lạp, thì cái nền văn hóa cũng đa phần là cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, tương tự như là văn hóa của Hy Lạp nha thưa quý vị. Cái hòn đảo nhỏ này đã tiếp thu được rất nhiều nền văn hóa châu Âu. Em định lên cái tầng này để xem mà không được lên này. Chắc là đẹp lắm đấy, nhưng mà không cho lên, họ khóa lại rồi. Họ đang tu sửa, họ không cho lên thưa quý vị. Đây, đây chính là phần nguyên sơ của cái công trình này nhá. Nguyên sơ luôn. Gần 2.000 năm rồi thưa quý vị. Đây chính là tu viện dành cho vị học trò rất là thân cận và xuất sắc nhất của Đức Chúa Giêsu, Apostolos Andrea. Đây là bên trong tu viện nha thưa quý vị. Hôm nay thì có rất nhiều người ở bên Cyprus, ở bên ship sang bên này để nhớ đến cái ngày lễ của vị học trò Apostolos Andrea. Đây là bức ảnh của ngài nhé, Apostolos Andrea, vị học trò thân cận của Đức Chúa Giêsu. Đây là phần ngoài đã được tu sửa lại nhé. Nếu mà không tu sửa thì công trình sẽ bị đổ, vì đã xây dựng nhất rất là nhiều năm rồi. Đó thưa quý vị. Còn biển nơi đây thì rất là đẹp luôn.
tuyệt vời luôn thưa quý vị. Đó, đây là những công trình có từ rất là lâu đời để thể hiện được cái nền văn hóa của đảo Síp này có một chiều dài lịch sử khá là lâu đời luôn. Tuy là hòn đảo nhỏ nhưng mà cái lịch sử của cái hòn đảo này thì không hề nhỏ nha thưa quý vị. Nó rất có từ rất là lâu đời luôn nhé thưa quý vị nhé. Đó, và đây là những cái bức tường mà đã được xây từ thời tiền cổ cách đây gần 2.000 năm nhé. Khi mà vị học trò của Đức Chúa Giêsu đi qua ngang qua đây thì ông đã ghé lại nơi đây để tìm nước uống. Đó, đấy là được người dân kể lại miệng qua nhau và được những vị cha đạo kể lại. Em xin được đi xuống xem cái công trình này như thế nào nè. Đó, sao mà hôi thế nhỉ. Đây, rất chi là lâu đời luôn. Đó, và nơi đây là họ đang được phục dựng, xây dựng lại rất là lâu đời rồi thưa quý vị. Đó, xây trên nền đá luôn nha quý vị. Chứng tỏ là những công trình này có giá trị văn hóa rất là lâu đời. Đây thưa quý vị, em quay từ dưới lên, em muốn đứng lên, em muốn đi bên lên bên trên kia để review toàn cảnh nhưng mà họ đã khóa lại đường, họ đang tu sửa không cho được lên. Đó, rất là nhiều năm rồi mà vẫn được giữ được như thế này là quá tốt luôn đấy, gần 2.000 năm. Đó, và đây là bãi đá, đây là bãi đá của bờ biển này đây, đẹp không thưa quý vị, rất là đẹp nhá quý vị ạ. Đó, bao la bát ngát xanh ngắt một màu. Và ở đây có một cái thư viện cổ như thế này thì quá là kỳ vĩ luôn. Cái nơi đây rất là nổi tiếng nhá, và xuất hiện đây là những chú lừa đi xin ăn xin ăn dành cho khách du lịch. Đấy, đó, những chú lừa xin khách du lịch để ăn đây nè, rất là đáng yêu. Đó, đó thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã theo dõi kênh Phương Lương Cuộc Sống ở Châu Âu. Nếu quý vị thấy hay, xin hãy ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để nhiều người biết đến hơn. Chia sẻ cho mọi người biết được cái nền văn hóa của người Síp này, họ có từ rất từ lâu đời rồi nhé. Văn minh xuất hiện ở nơi đây rất từ lâu đời rồi. Quý vị xem đẹp không? Đó, bây giờ là họ đang ở bên trên là những cái phòng dành cho tu sĩ, họ tu đạo ở đây ở họ, nhưng mà họ đang sửa chữa. Và đây là những đồ lưu niệm họ bán cho khách tham quan nha quý vị. Đây là những hàng lưu niệm đây. Đây là những chiếc gậy ba tông, và đây là chiếc gậy ba tông mà Apostolos Andrea đã dùng để gõ cho nước nó phun lên để có nước uống quý vị. Đó, họ bán rất nhiều quà lưu niệm nhé, đồ dùng hàng ngày từ cổ đến kim luôn, không thiếu thứ gì. Rất nhiều hàng đa dạng, đẹp quá thưa quý vị. Đẹp quá, em tham quan với cái chợ rời đứng bên cạnh cái tu viện này, bán cho khách tham quan du lịch đó thưa quý vị. Đó, rất nhiều hàng dùng hàng ngày.
Rất nhiều hàng luôn thưa quý vị. Và bên cạnh hàng quán này là những chú lừa đi xin ăn rất là hay. Rất là đông người hôm nay. This is a play when Apostolos Andrea, when he passed in here, we come here to, he come here to look in the water, to the ring. And he cannot find the water. He take one stick to break in here, and they come out the cold water. And when everybody, they come here for the, for visit, this monastery, Apostolos Andrea, everybody they come here to take the water for him, play, he break out and they come out the holy water. Dạ vâng, em xin phép giới thiệu đến quý vị, quý anh chị, đây là một địa điểm mà khi mà vị học trò của Đức Chúa Giêsu Apostolos Andrea, khi ông đã đi con thuyền và ghé qua đây. Ông tìm nước để uống, nhưng mà lo là không có nước uống nên ông đã dùng gậy đập vào cái viền đá này và nó đã tỏa ra nước, một thứ nước người ta gọi là nước thần đó. Nên là người dân ở đây họ đã xây dựng lên cái tu viện này để cho mọi người tưởng nhớ đến nơi ông đã từng đi qua. Ôi! Đó, khi mọi người đến đây tham quan thì ai cũng đến đây muốn được lấy cái nước này về. Đó, và họ đã xây dựng rất là đơn giản thôi. Họ muốn lấy một chút ít nước này về để rửa. Bởi vì họ rất là tôn sùng cậu học trò của Đức Chúa Giêsu nhé. Đây chính là nơi mà ông đã dùng cái gậy để đập vào đây và nước đó đã tự nhiên đã phun lên. Người ta gọi là nước thánh đó thưa quý vị. Tất cả mọi người họ đã... Oh sorry, họ đến đây họ đều